Carthage, chương 1. Năm thứ hai đời vua Darius, ngày mùng 1 tháng 6, có lời của Đức Giê-hô-va cậy đến tiên tri Age, phán cho Sơ-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, quan trấn thủ xứ Giu-đê, và cho Giê-hô-sua, con trai Giô-sa-đát, thầy tế lễ cả mà rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vậy: Dân này nói rằng, thì giờ chưa đến, tức là thì giờ xây lại nhà Đức Giê-hô-va. Vậy nên có lời của Đức Giê-hô-va phán ra bởi đấng tiên tri A-gê rằng: Nay có phải là thì giờ các ngươi ở trong nhà có trần ván, khi nhà này hoang vu sao? Vậy bây giờ Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Các ngươi khá xem xét đường lối mình. Các ngươi gieo nhiều mà gặt ít, ăn mà không no, uống mà không đủ, mặc mà không ấm. Và kẻ nào làm thuê, đựng tiền công mình trong túi lũng. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Các ngươi khá xem xét đường lối mình. Hãy lên núi, đem gỗ về và xây nhà này, thì ta sẽ lấy nó làm vui lòng và ta sẽ được sáng danh. Đức Giê-hô-va phán vậy. Các ngươi trông nhiều mà được ít, các ngươi đem vào nhà thì ta đã thổi lên trên. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ấy là tại làm sao? Ấy là tại nhà ta thì hoang vu, mà các ngươi ai nấy lo xây nhà mình. Cho nên vì cớ các ngươi, trời giữ mắt lại và đất giữ bông trái lại. Ta đã gọi cơn hạn hán đến trên đất, trên các núi, trên lúa mì, trên rượu mới, trên dầu và trên sản vật đất sinh ra, trên loài người, trên loài vật và trên mọi việc tay làm. Vậy Sơ-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên và Giê-hô-sua, con trai Giô-sa-đát, thầy tế lễ cả, cùng cả dân sót lại, vâng theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình và lời của đấng tiên tri A-gê mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình đã sai đến, thì dân sự đều sợ sệt trước mặt Đức Giê-hô-va. A-gê, sứ giả của Đức Giê-hô-va, bèn nói cùng dân sự theo lệnh truyền của Đức Giê-hô-va mà rằng: Ta ở cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy. Đoạn Đức Giê-hô-va dục lòng Sơ-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, quan trấn thủ Giu-đa, và dục lòng Giê-hô-sua, con trai Giô-sa-đát, thầy tế lễ cả, và dục lòng cả dân sự sót lại. Họ đều đến làm việc nơi nhà Đức Giê-hô-va vạn quân là Đức Chúa Trời mình. Ấy là ngày 24 tháng 6 về năm thứ hai đời vua Đa-ri-út. Chương 2. Ngày 21 tháng 7, có lời của Đức Giê-hô-va phán ra bởi đấng tiên tri A-gê mà rằng: Bây giờ hãy nói cùng Sơ-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, quan trấn thủ Giu-đa, và Giê-hô-sua, con trai Giô-sa-đát, thầy tế lễ cả, và dân sự sót lại, bảo chúng nó rằng: Ai là kẻ còn sót lại ở trong các ngươi đã xem thấy vinh quang khi trước của nhà này, và bây giờ các ngươi xem nó ra làm sao? Nó ở trước mắt các ngươi, há chẳng phải như là hư không sao? Vậy bây giờ Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Sơ-rô-ba-bên, ngươi khá can đảm, còn ngươi Giê-hô-sua, con trai Giô-sa-đát, thầy tế lễ cả, cũng khá can đảm. Đức Giê-hô-va lại phán: Cả dân sự trong đất, các ngươi cũng khá can đảm và hãy làm việc, vì ta ở cùng các ngươi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Lời giao ước mà ta lập với các ngươi khi các ngươi ra khỏi Ai Cập cùng thần ta ở giữa các ngươi, chớ sợ hãi. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Còn một lần, khỏi ít lâu nữa, ta sẽ làm rúng động các tầng trời và đất, biển và đất khô. Ta cũng làm rúng động hết thảy các nước và những sự ao ước của các nước hầu đến. Rồi ta sẽ làm cho vinh quang đầy dẫy nhà này. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Bạc là của ta, vàng là của ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vinh quang sau rốt của nhà này sẽ lớn hơn vinh quang trước. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Và ta sẽ ban sự bình an trong chốn này. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Ngày 24 tháng 9 về năm thứ hai của Đa-ri-út, có lời của Đức Giê-hô-va phán ra bởi đấng tiên tri A-gê mà rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy:
bây giờ hãy hỏi các thầy tế lễ về luật pháp rằng, nếu có kẻ gói thịt thánh trong chéo áo, và chéo áo mình đụng đến bánh hoặc vật gì nấu chín, hoặc rượu, hoặc dầu, hay là đồ ăn gì, thì vật đó có nên thánh không? Các thầy tế lễ đều đáp rằng, không. A-ghê lại rằng, nếu ai bị ô uế vì thay chết đụng đến các vật ấy, thì các vật ấy có lây ô uế không? Các thầy tế lễ trả lời rằng, các vật ấy sẽ bị ô uế. A-ghê bèn nói rằng, Đức Giê-hô-va phán, dân này, nước này ở trước mặt ta cũng vậy. Cả công việc tay chúng nó làm ra cũng vậy. Vật chúng nó dâng tại đây cũng bị ô uế. Vậy bây giờ, ta xin các ngươi khá suy nghĩ. Từ ngày này về trước, khi chưa đặt hòn đá này trên hòn đá kia nơi đền thờ Đức Giê-hô-va, trải qua cả lúc đó, khi người ta đến một đống lúa đáng được 20 lượng, chỉ được có 10, và khi người ta đến bàn ép rượu, đáng được 50 lượng, chỉ được có 20. Ta đã dùng những hạn hán, tên rét, mưa đá, đánh phạt các ngươi trong mọi việc tay các ngươi làm, mà các ngươi không trở lại cùng ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Bây giờ hãy suy nghĩ, từ ngày nay về trước, tức là từ ngày 24 tháng 9, từ ngày đặt nền của đền thờ Đức Giê-hô-va, hãy suy nghĩ điều đó. Các ngươi còn có hột giống nơi hầm vựa không? Dầu cho đến cây nho, cây vả, cây liễu, cây olive cũng không có cây nào ra trái. Nhưng từ ngày này, ta sẽ ban phước cho các ngươi. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán lần thứ hai cho A-ghê trong ngày 24 tháng ấy rằng, hãy nói cùng Sơ-rô-ba-bên, quan trấn thủ Giu-đa mà rằng, ta sẽ làm rúng động các từng trời và đất. Ta sẽ lật đổ ngôi của các nước, diệt quyền thế các nước của các dân. Ta sẽ đánh đổ các xe cộ và người ngồi ở trên, các ngựa và người cưỡi. Ai nấy sẽ bị đánh ngã bởi gươm của anh em mình. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, hỡi Sơ-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, trong ngày đó, ta sẽ lấy ngươi làm đầy tớ ta. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ đặt ngươi như ấn tín, vì ta đã chọn ngươi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.